Trần Dương Công Thành là thủ môn Dũng Ngố, trung vệ Gia Từ. Rất tốt, 3-1. Đại Cán làm gì nào? Không vào. Vẫn còn, vẫn là Đại Cán. Dũng Bẩm. Chú Thiết. Hiệp Châu. Nguy hiểm. 1-0. Quá đơn giản trong tình huống dứt điểm vừa rồi của Gia Từ. Ở vòng đấu đầu tiên, Gia Từ đã có khoảng 3 tình huống không chiến như thế này nhưng không thể ghi bàn. Nhưng ngày hôm nay, khi lần đầu tiên có cơ hội từ quả đá phạt của Hiệp Châu, thì Gia Từ đã bật cao và gõ đầu một cách nhẹ nhàng, hạ gục thủ thành Đức Dương. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Đại Cán là người nỗ lực bật cao để cố gắng đánh đầu pha bóng. Nhưng đánh đầu thì chưa bao giờ là điểm mạnh của Đại Cán cả. Và đây là sai lầm về mặt chiến thuật của Phoenix khi không cử ai kèm Gia Từ cả. Như đã nói, họ giữ nguyên 7 cầu thủ đã xuất phát trong chiến thắng. Tình huống chạm bóng đầu tiên của Đại Cán. Ngày hôm nay thì Đại Cán sẽ gặp một thử thách thực sự khi anh phải đối đầu với Hòn Đá Tảng Gia Từ. Lúc này đứng ngoài băng ghế chỉ đạo của Phoenix là một nhân vật hết sức đặc biệt. Nhưng trong pha bóng vừa rồi thì một bóng áo hồng đã vào hơi sâu và bị nhỡ đà. Đại Cán. Rất tốt, 3-1. Đại Cán làm gì nào? Không vào. Vẫn còn, vẫn là Đại Cán. Dũng Bẩm. Và pha bóng dứt khoát của Gia Từ. Chú Thiết. Hiệp Châu. Nguy hiểm. 1-0. Quá đơn giản trong tình huống dứt điểm vừa rồi của Gia Từ. Ở vòng đấu đầu tiên, Gia Từ đã có khoảng 3 tình huống không chiến như thế này nhưng không thể ghi bàn. Nhưng ngày hôm nay, khi lần đầu tiên có cơ hội từ quả đá phạt của Hiệp Châu, thì Gia Từ đã bật cao và gõ đầu một cách nhẹ nhàng, hạ gục thủ thành Đức Dương. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Đại Cán là người nỗ lực bật cao để cố gắng đánh đầu pha bóng. Đình Thái đứng cột gần. Duyệt Già là người đang thực hiện động tác che chắn và rất có thể Xuân Dương mới là người dứt điểm. Cú đá thẳng, bóng rôi sang ngang. Cú đá rất bất ngờ của Gia Từ. Vẫn là Gia Từ. Trọng Phi. Trọng Phi đã bị phạm lỗi. Người đã thực hiện tình huống tranh chấp rất mạnh vừa rồi là Gia Từ. Như vậy là Quang Minh đã được thay ra nghỉ và người vào sân là Thanh Quý, cầu thủ trẻ mới được tăng cường của LC. Lại vẫn là Gia Từ chiến thắng trong tình huống tranh chấp bóng bổng. Gia Từ rất mạnh mẽ và đang băng lên. Lâm Bến và Thanh Quý. Tiến Dũng là một cầu thủ chuyên nghiệp của câu lạc bộ Hòa Bình, thế nên anh có nền tảng thể lực rất tốt và lúc này vẫn đang. Nhưng ngày hôm nay thì Dũng Ngố đã có một trận đấu tương đối nhàn nhã.